feels my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see. Anh từng nói rằng chỉ cần được sống bên em, anh sẽ chẳng cần gì nữa cả. Thế nhưng hôn nhân có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Và em hãy cùng anh biến những thứ phức tạp trở nên đơn giản, em nhé. Hôm nay là thời khắc rất là tuyệt vời của chúng ta, phải không anh? Ngày chúng ta chính thức về chung một nhà. Cảm ơn anh về tình yêu anh đã dành cho em. Anh luôn tạo cho em cảm giác an toàn và ấm áp khi bên cạnh. Anh luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Cảm ơn anh về tất cả. Em luôn tin rằng khi gặp khó khăn, chỉ cần có niềm tin về tình yêu và yêu nhau với tất cả lòng chân thành, em nghĩ chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng anh nhé.
trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chỉ một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Lời đầu tiên, tôi xin đại diện cho nữ tộc xin trân trọng cảm ơn và xin được đón tiếp bên nam tộc với tinh thần tốt đẹp, nồng hậu và tôi vui. Thì tôi cũng xin tuyên bố thêm cái chương trình lễ đến hôm nay để chúng ta dễ về làm việc, bởi vì cái điều kiện này thì nói chung nó cũng vậy. Thì được sự ý ước của hai bên gia đình rồi, thống nhất cái ngày đính hôn cho hai em rồi. Thì cái lễ hôm nay, thì cái lễ đính hôn là chúng ta biết rồi. Thì cái chương trình lễ đính hôn hôm nay thì chúng ta có sẽ nói rằng là ý ước thì có khả năng là 9 giờ. Thì bên nữ tộc chúng tôi xin trân trọng kính mời, tức là bên nam tộc đúng 9 giờ thực hiện lễ đính hôn. Sau cái chương trình lễ đính hôn thì hai bên gia đình có thảo luận thống nhất hay chưa, nói luôn đi để tôi tính tôi nhanh. Nói luôn là hầu tôi bây giờ là thống nhất cho hai cháu nó coi cha mẹ kêu là cha mẹ. Nếu mà thống nhất cho cha mẹ rồi thì cái phần tiếp theo chúng tôi sẽ ý kiến ông bà, và chúng tôi chấp nhận đó là rể của gia tộc họ Lưu và rể của gia tộc nhà này. Sau khi ý kiến ông bà xong thì chúng ta là tiếp tục ngồi trở động lại, tức là để đàm thoại qua những vấn đề tiếp theo như thế nào. Thì cái đấy là những cái vấn đề giữa hai bên chúng ta đàm thoại với nhau rồi. Tôi tính thứ hai họ, tôi rót hai ly rượu này là tôi chúc mừng hai họ xin phép cái bên nữ tập để cho tôi đi vào lễ ngày hôm nay. Dạ, tôi xin góp hai ly rượu này là để đi vào cái buổi lễ hôm nay. Kính thưa chính quyền, kính thưa hai họ, kính thưa tập họ bên nữ tập, họ bên nội và bên ngoại, kính thưa tập họ bên nam tập, họ bên nội và bên ngoại. Theo cái sự duyên hội ngộ của hai con, thì hai bên xu gia đã ý ước với nhau là đi xin đi với cái lễ là thăm nhà, lễ hỏi, lễ đại nạp với
cái lễ vật hôm nay là hai cặp trà, hai cặp rượu, rồi mâm cầu cao rượu và cái nhũ can cho con. Thì trong đó là riêng là tặng cho con một đôi hoa tai, tiếp theo là một cặp, một cái chiếc kiên và một cái vòng xuyến mấy chiếc nhẫn, thì trong đó là một cây và tiền đó là 12 triệu. Thì cái phần lễ của Nam Tập Gia Đuyến ngày hôm nay thì xin ý kiến của đội tập cho con cái ít gia tiền cho con cái nó được cách gọi là bố mẹ. Mình xin đại diện cho bên nữ tộc và chúng tôi chấp nhận lễ. Và trước khi chấp nhận lễ thôi thì nói bây giờ trước khi chúng ta phải cùng nâng cái ly này trước để cùng nhau chấp nhận, ngay rồi chúng ta mới tiến hành. Nếu gia đình chấp nhận thì xem theo ý kiến là được phép thì chúng tôi xin phép ở ít gia tiên. Bây giờ để chuẩn bị ít gia tiên thì tôi xin kính mời quý vị tạm thời ổn định và cứ dùng nước thuốc để cho chúng tôi tiến hành gia tiên. Thì cái lễ gia tiên hôm nay gồm có hai bên phu gia, tức là đại diện và cô dâu chú rể. Em hôm nay là cô dâu, đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắng, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Em hôm nay là cô dâu, đi bên anh thật vui sao? Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Xanh năm nay xuống trời, anh năm nay ơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi ngày mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tình cô đã muốn thông thì nghe xe mà.
nhẹ nhàng đôi môi, giờ thì đang mau tình lang nhói. Một ly rượu đây, kính chúc cho